Phiên làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào chiều nay ngày 9 tháng 8. Nội dung quan trọng tại phiên làm việc này đó là bầu ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu trực tiếp bí thư tỉnh đoàn khóa 11. Đại hội đã bầu 39 đồng chí tham gia ban chấp hành khóa 11. Ban chấp hành khóa mới có 10 đồng chí là nữ, 9 đồng chí có trình độ chuyên môn thạc sĩ, còn lại có trình độ đại học. 22 đồng chí có lý luận chính trị cao cấp, 20 đồng chí tái cử. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Huỳnh Minh Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội, các đại biểu còn được nghe tham luận về vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cao Lãnh trong công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phong trào sáng tạo trẻ của huyện Đoàn Hầm Ngự. Đoàn chủ tịch đã báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thảo luận đóng góp cho dự thảo văn kiện đại hội tỉnh đoàn lần thứ 11. Qua đó có đa số ý kiến thống nhất với dự thảo các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2022-2027. Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 11 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu chọn ra ban thường vụ, phó bí thư tỉnh đoàn, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh đoàn khóa 11 nhiệm kỳ 2022-2027 từ những ủy viên ban chấp hành mới được trúng cử, đảm bảo đủ trình độ năng lực, bản lĩnh chính trị để lãnh đạo, điều hành hiệu quả cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Sáng mai ngày 10 tháng 8, đại hội sẽ bước vào phiên làm việc thứ ba, phiên trọng thể được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp và livestream trên fanpage Tuổi Trẻ Đất Sen Hồng.